Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì trong cái bài chia sẻ ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn áp dụng các cái định mức xây dựng có liên quan đến chiều cao. Thì hiện nay còn rất là nhiều các bạn đã hiểu nhầm và dẫn đến khi chúng ta lập dự toán xây dựng thì chúng ta áp dụng sai cái phần định mức có liên quan đến chiều cao. Thì các bạn nhìn lên cho tôi cái màn hình thì tôi có show ra một số cái mã định mức có liên quan đến chiều cao. Thì ở đây là những cái mã định mức xây tường đó nè, xây tường bằng gạch thẻ, thì họ có ghi đây là cái định mức áp dụng cho cái chiều cao nhỏ hơn bằng 4m, rồi chiều cao nhỏ 16m, rồi nhỏ bằng 50m và lớn hơn 50m. Vậy các bạn áp dụng như thế nào? Thì đầu tiên các bạn phải hiểu cho tôi cái chiều cao ghi trong định mức nó có ý nghĩa như thế nào. Thì theo như trong phần thuyết minh của các cái tập định mức ấy, thì họ giải thích rằng cái chiều cao đây trong cái định mức này chính là cái chiều cao của công trình. Và như vậy là gì? Khi mà các bạn áp dụng thì các bạn phải xác định được cái chiều cao của công trình. Sau khi xác định chiều cao thì chúng ta áp dụng các cái định mức cho nó tương xứng. Ví dụ các bạn xây một cái nhà phố đi, chiều cao cỡ chừng một trệt hai lầu thì nó nằm khoảng chừng 10m đi. Cái công trình này cao 10m, thì khi các bạn áp dụng định mức xây tường thì các bạn phải áp dụng vào cái định mức mà cho cái chiều cao nhỏ hơn bằng 16m, chứ không thể nào các bạn áp dụng cho cái tầng 1 cho cái chiều cao nhỏ bằng 4m rồi các cái tầng còn lại thì các bạn áp dụng cho cái chiều cao nhỏ hơn 16m. Thì đó là cách áp dụng sai. Do đó thì các bạn cần lưu ý vấn đề này khi chúng ta làm dự toán, đỡ khi mà chúng ta đem hồ sơ đi thẩm tra thì các cái đơn vị thẩm tra họ không có ý kiến, và những cái vấn đề này nó cũng tương đối đơn giản và chúng ta không đỡ mắc sai sót và mất rất là nhiều thời gian để chúng ta sửa lại cái hồ sơ lập dự toán đó nè. Ok, thì cái bài chia sẻ hôm nay ngắn gọn và hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong cái quá trình làm việc. Cái bài chia sẻ hôm nay kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công.